Dạ, hôm nay chúng con có duyên lành được đón tiếp Hòa Thượng Tiến sĩ Buddha Priya Mahathero, là vị đại trưởng lão. Ngài là một thiền sư quốc tế, là học giả Phật giáo, nhà văn, nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội. Ngài là diễn giả của chương trình Ấn Độ thuộc Bộ Phát thanh và Truyền hình Ấn Độ, và Ngài là một thiền sư gốc người Ấn Độ. Dạ. Ngài là Tổng Thư ký sáng lập Quỹ Phúc Lợi Xã hội Siddhartha. Ngài là thành viên thường trực Hội đồng Tăng già Phật giáo Thế giới, thành viên thường trực Tăng đoàn Tỳ kheo tại Ấn Độ, thành viên Hội Đại Giác Ngộ tại Ấn Độ Mahabodhi, Chủ tịch Quỹ Hòa Bình Gandhi có trụ sở tại Mỹ, Giám đốc điều hành Liên minh Tương tác Interfaith tại Thụy Sĩ, Tổng Thư ký Giải thưởng Hòa bình Quốc tế MBK, thành viên Ủy ban Giải thưởng Hòa bình Quốc tế, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Quốc tế tại Tây Ban Nha. Thành tích hoạt động là Ngài đạt Giải thưởng Chính phủ Myanmar, Đại sứ Hòa bình Liên Hiệp Quốc UNESCO tại Na Uy, Giải vàng luật của Chính phủ Ấn Độ, và Hòa thượng, vị đại trưởng lão, cũng là người góp phần chuyển hóa đạo Hindu cho hơn 20.000 người sang đạo Phật, và nhờ vào sự truyền bá và thực hành pháp của Ngài. Ngài có đóng góp rất to lớn và là một trong 10 vị tăng có sức ảnh hưởng khôi phục Phật giáo tại Ấn Độ. Và với sự phát triển như vậy, tương lai Ngài sẽ phát triển nhiều hơn nữa và củng cố đạo Phật tại đất nước Ấn Độ và trên toàn thế giới. Đó là sơ lược về tiểu sử của Ngài. Con xin trình bày qua. Thu sa thu sa thu. Thì hôm nay chư tăng đoàn ở chùa Phúc Minh cũng như các Phật tử chùa Phúc Minh thì rất là hoan hỷ đã được diện kiến, yết kiến một vị Sajador là người Ấn Độ. Thì là người Ấn Độ thì vốn là cái nôi, là cái gốc, là cái khởi nguồn của đạo Phật. Chính bản thân Đức Phật cũng đã ra đời ở Ấn Độ, và các bậc tôn giả, các bậc trưởng lão, các bậc thánh nhân, thánh tăng cũng đã ra đời từ Ấn Độ và được truyền bá đạo Phật đi khắp thế giới. Như là vào giờ này thì chúng con cũng đã được nghe cái tiểu sử của Sajador. Chúng con rất là kính phục cái sự nghiệp đạo hạnh, đạo đức, trí tuệ và cái tâm nguyện hoằng dương Phật pháp của Ngài. Để chúng con vào giờ này xin kính mong Ngài hoan hỷ ban bố cho các Phật tử tại nơi đây một thời pháp nhu để cho chúng con làm sự lợi ích, được sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Sabha papasa karanam kusalasa upasampada prachitta paryodapanam etang buddhana sasanam ti. Most venerable Masters, Yana Loka Bhanti, and others, Venerable Bhikkhu, and others, New Samanera, and also other Samanera, and Honorable and Fayas Deputy in Pali language, Upasak Upasika, Upasak Upasika, and Myanmar say Dayaka Dayaka, Dayak Dayaka. So today I am here when I listen morning time, the three boy become a new Samanera, new novice. I very impression feeling in my heart. Because we become a Samanera and Bhikkhu for the course and duty to the Buddha Sasana. First, in according to Buddhism, the Sansara
from the samsara, we free from samsara. That means samsara means not has whole life. Samsara, the cycle of birth. Again and again, we born in this 31 of the existence in this planet. We born sometimes human, sometimes heaven, and sometimes others being. So it depends our karma. So if our karma want to purify, want to good karma from bad to good, from unhappiness to happiness, from suffering dukkha to happiness, suffering less, we should follow the Dhamma life. Dhamma life means five precepts, very important in our human life, five precepts, and three sarana, the refuge of the Buddha, Dhamma, and Sangha. This is very important for lay Buddhist, three sarana. Then five precepts, Panatipata, Adinyadana, Kamesu Mishasara, Musavada, Sura Miriya Majjabhama Dattana. These five precepts Buddha given not only for the Vietnamese people, not only for the Indian people. These five precepts for the world. Every religion people should practice these five precepts. Then they attain happiness, prosperous, and unity their family life, and their business life, their service life, their human life, their social life will be there strong and happy. You translate? Dạ kính bạch ngài kính bạch sư sư cả Thanh Minh cùng với chư tăng chư ni cùng với tất cả chư vị tỳ khưu chư vị sa di cũng như những vị tân sa di chư cư sĩ nam và cư sĩ nữ có mặt tại chùa Phúc Minh ngày hôm nay ngài xin chia sẻ đôi điều khi mà sáng hôm nay khi mà con bạch với ngài á về cái việc là sẽ có vị giới tử sẽ xuất gia nhận giới sa di với ngài thì ngài rất là cảm kích và hoan hỷ khi mà ngài biết đến tin là miền Bắc có được ba vị phát tâm dõng mãnh xuất gia thành những vị tu sĩ Theravada. Bởi vì trong cuộc sống và thế gian ngày hôm nay, trong thời đại phát triển ngày hôm nay, việc mà trở thành một tu sĩ Nam Tông, một tu sĩ Theravada thì không phải là một điều dễ dàng. Và vì vậy, Ngài rất là cảm kích và rất là hoan hỷ khi mà Ngài nhận được tin như vậy và Ngài nhận lời ngay lập tức. Dạ. Bởi vì là khi mà chúng ta phát nguyện xuất gia dõng mãnh thì chúng ta đang chung tay góp phần bảo vệ và lan tỏa chánh pháp, đặc biệt là Phật giáo Theravada trên toàn thế giới. Và từ đó, chúng ta có thể hiểu được giáo pháp và thực hành để mà có thể thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi samsara. Vòng sanh tử luân hồi chúng ta đã trôi lăn và chúng ta không biết rằng là chúng ta đã luân hồi bao nhiêu kiếp. Chúng ta lăn lên lộn xuống, chúng ta làm chư thiên, nhân loại, súc sanh, atula, ngạ quỷ và tất cả những sự luân hồi tùy thuộc vào nghiệp của chúng ta trong quá khứ và nghiệp hiện tại. Và như vậy, Đức Phật có dạy rằng nếu như mà chúng ta tạo được nghiệp tốt thì chúng ta sẽ là người gặt hái những quả tốt. Và nếu như chúng ta gây ra những nghiệp ác, nghiệp bất thiện, nghiệp xấu thì chính chúng ta sẽ là người thọ lãnh, thọ nhận và chịu cái nghiệp bất thiện đó. Cho nên khi mà quý vị biết đến giáo pháp, biết được tâm bảo, quý vị phát tâm dõng mãnh xuất gia như vậy thì chính quý vị đang là người soi sáng và
thắp cái ngọn đuốc chánh pháp, luôn luôn làm cho ngọn đuốc chánh pháp nó trường tồn và nó sáng mãi. Và để bảo vệ cái ngọn đuốc chánh pháp đó thì quý vị cần phải thực hành những điều căn bản như là năm giới, giữ năm giới, giữ tám giới, và đặc biệt là quy y Tam Bảo. Và quy y Tam Bảo là một thiện pháp tối quan trọng trong đời sống của hàng Phật tử và đặc biệt là tu sĩ. Đầu tiên chúng ta cần phải quy y Tam Bảo và sau đó chúng ta sẽ thọ giữ năm giới. Đức Phật không chỉ ban giới cho Phật tử Ấn Độ hay là Phật tử Việt Nam, mà Đức Phật truyền giới và đặt ra điều giới cho toàn nhân loại, cho tất cả chúng sanh, để với mục đích rằng chúng ta hãy thực hành, chúng ta hãy trì giới một cách miên mật, bởi vì giới là một trong ba căn bản là giới định tuệ để chúng ta đạt được sự giải thoát giác ngộ. Và nếu như chúng ta giữ giới tốt, chúng ta thực hành tốt, thì chúng ta sẽ được tái sanh lên chư thiên, hoặc là chúng ta đạt được trong kết quả lợi lạc trong hiện tại, và tương lai chúng ta sẽ dẫn đến giải thoát. So you see, our human life, to get the human life, very hardship, very rare. That is why in Pali language, Buddha language, Dullabho Purisha Jayo, Dullabho, that means very rare this life we get. Is previous life, everybody practice Sila, morality, and dana, generosity, charity, and meditation. Kusala kamma, that means meritorious activities. That is why this great human life, you all are achieve and you are get this life. So Buddha say, those who practice the sila, sila means five precepts, eight precepts, ten precepts, for the venerable bhikkhu, 227 precepts. So all these precepts control our mouth, control our body, and control our mind. All precepts, everything, for the three matter. For body control, by vasika, that means speech, mouth control, and sachitta pariyodapanam, that means mind control. So if we can control our body, our mouth, and our mind, these three things very important. By physically, sometimes we bad karma, and also physically we can do good karma. Similar, by speech, good speech, dhamma speech, meditation speech, and for helping speech to others. So this is the our mouth if control, our body is control, and mind is control, everything will be the perfect and good. That is why kayana sambaro sadhu, sadhu basaya sambaro, sakuna sambaro sadhu, sadhu sutena sambaro, manena sambaro sadhu, sadhu sabbatta sambaro. Is Dhammapada Tathagata Gautam Buddha given the teachings or lessons to all meditators and all upasaka upasika? They please control our ear, our mouth, our eye, our tongue, our touching, and our mind. Then we become, by the practicing samatha bhavana, 40 kinds samatha bhavana, like anapana bhavana, buddhanusiti bhavana, metta bhavana, similar 8
40 kinds of samatha bhavana and vipassana bhavana, vipassana meditation. These vipassana are very important. There are no kinds. But without vipassana, we cannot attain magga and phala, sotapatti phala, sukhidagami, anagami, arahanta. So for that, we need to practice samatha bhavana, then vipassana bhavana. This is very important for our human life. So you are a very lucky 21st century running. This century scientifically this world control. So this country, every Vietnamese people, the brave heart and very good the meritorious activities. If you unity, any can solution. So honorable and pious, all Vietnamese sister and brother, those who assemble here, presence here, I appreciate and I thankful and grateful myself and on behalf of Indian Buddhist community. Please. Đức Phật dạy rằng kiếp sống làm người của chúng ta rất là khó đạt được. Và trong kinh Pali, Đức Phật có dạy rằng là nhờ chúng ta đã hành giới, hành thiện pháp trong nhiều kiếp, chúng ta hành thiền, chúng ta bố thí và chúng ta thực hành rất nhiều loại thiện pháp khác nhau. Và từ đó chúng ta đã tạo ra những nghiệp thiện trong quá khứ. Đó là nhân lành dẫn dắt chúng ta có được thân người, được làm nhân loại trong ngày hôm nay. Và Đức Phật cũng dạy rằng nếu như ai trì giới tốt, giữ giới tốt, năm giới, tám giới, mười giới, hay là những vị tu sĩ tỳ kheo 227 giới, và tất cả lợi ích của việc giữ giới giúp cho chúng ta kiểm soát tốt thân, khẩu và ý. Khi mà chúng ta có giới luật giữ giới trong sạch thì thân của chúng ta cũng sẽ được kiểm soát, khẩu của chúng ta cũng sẽ được kiểm soát tốt, và tương tự ý của chúng ta cũng sẽ được thu thúc. Do đó, cái việc mà thu thúc thân khẩu ý và kiểm soát thân khẩu ý khỏi những nghiệp bất thiện là một trong những việc thực hành rất là quan trọng. Ví dụ như hàng ngày thân của chúng ta tạo ra rất là nhiều nghiệp, nghiệp ác, nghiệp bất thiện như là sát sanh hay là trộm cắp, mà phạm vào những giới căn bản nhưng mà chúng ta không hay biết để mà giữ giới, hay là khẩu của chúng ta nói những lời khó nghe, nói dối, hay là có những lời nói thô tháo, không khéo léo làm cho người khác đau khổ, hay là ý của chúng ta có những lúc nó an lạc, tâm của chúng ta an lạc, tâm hoặc là lâu lâu thì bất thiện, tâm bất thiện, tâm an lạc, nó xen kẽ như vậy thì chúng ta không có duy trì được cái trạng thái tâm thiện một cách liên tục, là do chúng ta không có giữ giới tốt. Và nếu như mà chúng ta biết thực hành giới, học giới, giữ giới với trí tuệ thì chúng ta sẽ có khả năng kiểm soát tốt thân, khẩu và ý. Từ đó chúng ta sẽ tạo ra những nghiệp thiện, và chúng ta sẽ là người hưởng được và gặt hái được những cái quả thiện đó trong tương lai. Và Đức Phật cũng dạy rằng để mà kiểm soát thân, khẩu, ý, và qua cái việc giữ giới thì chúng ta cần phải hành thiền chỉ, thiền Samatha Phawana, và hoặc là thiền hơi thở, thiền an chỉ tịnh Anapana Phawana, hoặc là thiền rải tâm từ Metta Phawana. Và chúng ta có 40 loại thiền khác nhau, chúng ta có 40 đề mục thiền chỉ khác nhau để chúng ta thực hành. Và sau đó là chúng ta sẽ tiến đến thực hành thiền Vipassana. Và thiền Vipassana đóng vai trò rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không thực hành Vipassana thì chúng ta không thể nào đạt được đạo quả và Niết Bàn, hoặc là đạt được quả vị A-la-hán. Do đó, thứ nhất là chúng ta phải thực hành thiền Samatha là thiền chỉ, và sau đó là chúng ta thực hành thiền Vipassana là thiền quán. Chúng ta hôm nay rất là may mắn được làm người, được làm
sống trong đời sống thế gian trần tục, đời sống ở ngoài kia rất là nhiều bộn bề lo toan vất vả, mà chúng ta vẫn có thể sắp xếp thời gian đến chùa học pháp và hành thiền dưới sự hướng dẫn của các vị sư, thì chúng ta biết rằng là chúng ta rất là may mắn và hạnh phúc. Cho nên ngày hôm nay thay mặt cho Tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ, Ngài rất là cảm kích và biết ơn tất cả những huynh đệ Pháp Lữ, tất cả chư Tăng, chư Ni, chư Phật tử đã tạo điều kiện cho Ngài có được một thời Pháp chia sẻ như vậy. Ngài rất là cảm ơn và lấy làm tán thán cái việc làm của quý vị. So you know, our Buddha, before enlightenment, he was born as a prince. In this world history, only one religion given the proof to the world people, Buddha. That means Prince Siddhartha Gautama left his father's house, his house, luxury life, everything. What for? For the remove suffering and dukkha, destroy the suffering dukkha, and show the how to practice Dhamma. That means Chatur Arya Satsa, Satu Satsa, that means four noble truth. This is suffering, this is the cause of suffering, this is cessation of suffering, and this is the leading path, Arya Tangika Magga, that means noble eightfold path. If practice Sila Samadhi Faya, so we can remove from our life the cause and root of the unhappiness, suffering, and dukkha. This is discovered and rediscovered. Prince Siddhartha Gautama left everything, his luxury life, and accept renunciation. That means the Pabbaja life, Samanara life, Bhikkhu life, Monk life, for the welfare and happiness to the universe, to the world. That is why we are human beings. We cannot maximum left like a Buddha. Buddha only for possible because he 30 paramita, that means 30 perfection, he fulfilled to achieve buddhiyana, enlightenment. He became a Buddha. After becoming a Buddha, he preaching and spreading this noble Dhamma for the happiness, for the prosperous, for the unity, and for the beauty in this world. Đức Phật của chúng ta trước khi mà Ngài chứng quả vị giác ngộ viên mãn thì Ngài đã tái sinh kiếp làm thái tử, tái sinh kiếp chót là một vị thái tử. Ngài đã quyết định rời khỏi đời sống thế tục, Ngài đã rời khỏi đời sống vương giả, đời sống xa hoa, rời khỏi cha, mẹ, vợ, con để mà vì chân lý, tầm cầu chân lý giải thoát. Và bởi vì Ngài đã nhìn thấy những sự khổ đau trong đời sống mà Ngài đã chứng kiến, cho nên là Ngài quyết tâm tìm ra ngọn đèn chánh pháp, và từ đó ngài chứng ngộ ra tứ diệu đế là bốn sự thật về cuộc sống, đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ đau và con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau, và kế tiếp là nhờ thực hành vào bát chánh đạo thì nhờ sự hiểu biết về tứ diệu đế và nhờ vào thực hành bát chánh đạo thì chúng ta có thể giảm thiểu được những khổ đau bất toại
những khó khăn trong cuộc sống. Và như vậy thì Đức Phật đã, ngày nay đã không còn nữa, chỉ còn giáo pháp tồn tại trên thế gian, và đặc biệt là những vị sư, chư tăng, chư vị sa di, chư vị tỳ kheo. Những vị này, những vị tăng đã rất là có công trong việc phát triển và truyền bá Phật giáo trên toàn thế giới. Nếu như không có sự đóng góp và cống hiến của chư tăng và tăng đoàn trên toàn thế giới thì Phật, ngọn đèn của Phật giáo, ngọn đèn chánh pháp đã không thể tồn tại cho đến ngày nay và về sau. Do vậy, Đức Phật của chúng ta đã viên mãn, hoàn thành viên mãn 30 parami, 30 ba la mật, và Ngài đã đạt quả vị giác ngộ cuối cùng. Và sau khi thành Phật thì Ngài cũng quyết định rằng là Ngài sẽ truyền bá, lan tỏa ngọn đèn chánh pháp vì lợi ích của chúng sanh và nhân loại. So, on behalf of Indian Buddhist people, we must thankful to the Vietnamese Buddhist community, Buddhist country. 2,567 years before Buddha was born and preached the Buddha teaching, Buddha Dhamma, but 10th century to 18th century in India, Buddhism lost and no Buddhism. But before 150 years before, again started Buddhism, survive and revival from Sri Lanka, from Bangladesh, from Thailand, and from Myanmar to India again. So now, within 100 years, you listen one name, Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar, one person name. 1956, he became a Buddhist. Then, now, Indian suffering people, poor people, they become a Buddhist. Now increase Buddhism in India. So we are very much grateful to Sri Lanka country to establish again Buddhism in India, and Bangladesh Buddhist Sangha, and Thailand Buddhist Sangha, and Myanmar Buddhist Sangha again re-establish Buddhism in India. So now our Prime Minister Sri Narendra Modi ji in New Delhi, he 5 years before he announced in India, Buddhist capital, Buddha Gaya, Saranath, Lumbini, Kushinagar, Rajgir, Nalanda, especially the Buddha Gaya in India country. So Buddhist capital, India government announces. And after this, every year, from the many country, most distinguished Buddhist monk and scholars, India government invited, and sometimes our organization invited to bring India and discuss Buddhism for the again survive and increase. So now India also little by little, day by day, Buddhism increase. But Vietnam already maximum, you are a Buddhist, this is the Buddhist country, around the world. Around the world, people recognize Vietnamese, because when once a time Vietnam people unitedly fight against the America, all American gone from the world, they support the Vietnamese community and nation. So now, in this present society, before Japan, South Korea, Taiwan, many spreading Buddhism in this world. But few years before, started from Vietnam, Vietnamese Buddhists support India and around the world for again survival Buddhism for world peace. So Buddhist community always peaceful community. Buddhist people that don't want the war, fighting, killing, and destroying. Buddhist people, no. Buddhist people practice
noble dhamma. Buddhist people practice panchasila, five precepts. That is why we practice the loving kindness, karaniya metta suttang, you know, loving kindness. Ahang abirahami, abhapajahami, anigahami, sukhiyattanang pariharami. That means Buddhist people always pray for self and also pray for others, for the happiness, for the welfare, and for long life. The Buddha and Buddhism and Buddhist community always living in this world, they given the proof Buddhist people very peaceful nation, peaceful country. Around America, Europe, Australia, every country people, they respect the Buddhist community people. So I myself very much grateful to Vietnamese Buddhist community and Vietnamese Venerable Sangha. Today I am very happy and I feel very impressed to visit this temple, especially our Venerable Master Yana Loka. Even he is the 8th Vassa, 8 years, it's no problem. He has wisdom, he has a courage, and he practices the good morality. I appreciate those who visit this temple, support this temple, and come always this temple and Bihara to grow up and for the support the food, dress, medicine, and others necessity. I very much thank you for everybody, for everything to all of you. And today I could dhamma talk here because Venerable Master Su Bowen, he brought me from India to here, Ho Chi Minh City. And then 2 days before, we came Hanoi and this area. So I very much, this is my first time I come this country, never before, but I From my boyhood, I love this country. I love this Vietnamese community for their brave heart and practice Buddhism very strongly. And all Venerable Sangha, Venerable Master, even Mahayana and Theravada, strongly support Buddhism for external world, for Europe, America, Canada, many, many countries. Mahayana and Theravada both working. To nowadays all are Buddhist. We don't divide it. We want unity. Even Mahayana and Theravada, we need unity to protect Buddhism, protect the Buddha Sasana. The Theravada is the origin Buddhism, origin Buddha teachings from India to abroad. But Mahayana, even Mahayana, Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, but some other country, it's no problem. We are brother, we are together, and we want work together, hand to hand, shoulders to shoulders, and heart to heart, to protect the world from the dangerous war and quarrel. So let us come, all brothers and sisters, those who assemble here, come in here. I appreciate and I pray to the Triple Gem, Buddha Dhamma Sangha. And I myself, now 48 years my monk life, 43 years my bhikkhu life, and others the samanara novice life. So all my merits I offer to all of you. And I working very hard in India to re-establish again Buddhism. So in future, India and Vietnam, I want good friendship. That is why I would like to invite all of you. Please come visit India. And if you come Kolkata, via Kolkata to Buddha Gaya, you can stay my center, Kolkata. I arrange for all of you accommodation and food. Don't worry. Then we organize for Buddha Gaya. Again from Buddha Gaya,
and all Buddhist centers visited, then you return to Kolkata, and from Kolkata airport to Hanoi and Ho Chi Minh, direct flight. That is why I would like to invite to all of you to thank you very much. I know more Dhamma Talk. I am very happy. Three new boy, new man, become a Samanera novice. This is also for my remember. It is great thing, venerable master given the opportunity. I teach them. And I given the ordination. The first time I given three Vietnamese ordination today. This is the one make a history. So thank you, all of you again. And again, I say please visit once a time Kolkata and India. Please translate. Hôm nay đại diện cho Phật hàng tu sĩ trên toàn thế giới, đặc biệt là có mặt tại đất nước Việt Nam thân yêu và ngôi chùa Phúc Minh ở mảnh đất Thái Bình, thì Ngài nói rằng hơn 2.500 năm trước, Đức Đạo Phật đã ra đời tại đất nước Ấn Độ và cùng với giáo pháp của Ngài đã phát triển rất là mạnh mẽ và hưng thịnh trong hơn 2.500 năm trước. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Phật giáo ở Ấn Độ hiện không còn được nhiều người biết đến nữa. Nhưng mà nhờ sự phát triển tới Bangladesh, Sri Lanka, Tích Lan hay là Thái Lan, Lào, Campuchia hay là Myanmar, mà đạo Phật chính thống, đạo Phật giáo nguyên thủy còn được lưu truyền cho đến ngày nay. Và hiện tại Ngài cũng đang cố gắng khôi phục lại Phật giáo tại đất nước Ấn Độ và lan truyền, truyền bá giáo pháp để cải đạo cho rất là nhiều giáo dân Hindu hay là đạo Hồi chuyển sang Phật giáo. Và như vậy Ngài rất là biết ơn những quốc giáo Sri Lanka, Bangladesh, Thái Lan, Myanmar, những nước Phật giáo Nam Tông, Chư Tăng cùng với Phật tử, những nước Phật giáo Theravada đã đoàn kết cùng với nhau để giúp cho Phật giáo ở Ấn Độ ngày nay còn được ngọn lửa, mồi lại được ngọn lửa chánh pháp. Bởi vì chính quyền Ấn Độ họ không có cho phép để mà phát triển Phật giáo, họ cũng theo đạo Hindu hoặc là đạo Hồi, họ không có ủng hộ cho những cái thánh tích và Phật giáo Ấn Độ phát triển nữa. Nhưng mà ngày nay với sự cống hiến của Ngài là một trong 10 vị tăng có sức ảnh hưởng để khôi phục Phật giáo tại đất nước Ấn Độ, thì đạo Phật đã dần dần trở lại và khôi phục trở lại ở Ấn Độ, cũng như là chung sức phát triển trên toàn thế giới, đặc biệt là từ sự hỗ trợ của Phật tử, Chư Tăng, Tăng đoàn người Việt Nam và trên toàn thế giới. Ở nơi đâu có người Việt Nam, có cộng đồng của người Việt Nam, thì nơi đó Phật giáo được phát triển rất là mạnh mẽ. Và một trong những nước quốc gia có công bảo tồn Phật giáo đó chính là Đài Loan. Họ đã phát triển Phật giáo và lưu truyền ngọn lửa chánh pháp. Và đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta đã có công rất là lớn trong việc phát triển và lưu truyền Phật giáo. Ngay cả Phật giáo Mahayana và Theravada, chúng ta cũng cùng nhau chung tay hòa hợp cùng với nhau phát triển nhờ vào lòng từ bi, thương yêu và trong hòa bình. Chúng ta không những cầu nguyện cho bản thân chúng ta mà chúng ta còn lan tỏa tình yêu thương, lòng từ bi cho nhân loại và cho tất cả chúng sanh. Và nhờ vào sự thực hành như vậy, Đạo Phật càng ngày sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong hòa bình ở các nước như là Mỹ, Úc, Canada, Đài Loan hay là tất cả các nước trên toàn thế giới. Và bản thân tôi cũng rất là biết ơn Tăng đoàn và cộng đồng Phật tử người Việt Nam đã có công rất lớn trong việc hỗ trợ và cúng dường xây dựng các tự viện tại đất nước Ấn Độ, cũng như là các tự viện Phật giáo Mahayana và Theravada trên toàn thế giới. Đặc biệt, Ngài rất cảm kích và biết ơn Sư Thanh Minh, viện chủ chùa Phúc Minh, theo hệ phái Theravada, nhưng với trí tuệ sự hiểu biết, nền tảng giữ giới đức trong sạch và
phước báo hành thiền của Ngài, thì tôi kính chúc cho Ngài sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa sự thực hành Phật giáo Theravada tại mảnh đất Thái Bình cũng như là trên toàn Việt Nam, và sẽ phát triển rộng nữa trên toàn thế giới nhờ sự hỗ trợ và hộ trì của hàng Phật tử. Và ngày hôm nay tôi có duyên lành được có mặt ở tại ngôi chùa Phúc Minh này là nhờ sự trợ duyên của Sư Bửu Ân. Sư Bửu Ân là người đã kết nối Ngài đất nước giữa đất nước Ấn Độ và đất nước Việt Nam, cho nên đây là chuyến công du và chuyến viếng thăm đất nước Việt Nam lần đầu tiên của Ngài, với trên tinh thần là hòa hợp giữa tình cảm gắn kết hai nước giữa Việt Nam và đất nước Ấn Độ. Cho nên là hai ngày trước tôi đã có cơ hội đặt chân đến đất nước Việt Nam và viếng thăm một số ngôi chùa ở tại miền Bắc của Việt Nam, và sau đó là tôi trở vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục viếng thăm mảnh đất miền Nam của Việt Nam. Ngay từ khi mà tôi còn nhỏ thì tôi đã rất là cảm kích và yêu mến cái nền văn hóa và con người Việt Nam, bởi vì tinh thần bất khuất và hy sinh đoàn kết cùng với nhau để chống giặc ngoại xâm của các bạn, thì tôi rất là cảm kích và yêu mến, và tôi quyết định là sẽ muốn tìm hiểu về cái nền văn hóa của đất nước Việt Nam. Tôi đặc biệt cảm kích và biết ơn trân trọng cả hệ phái Mahayana và Theravada ở Việt Nam, ở Ấn Độ hay là trên các nước trên toàn thế giới, bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau phát triển trong hòa hợp và đoàn kết. Và nhờ vào sự hòa hợp đoàn kết như vậy, chúng ta sẽ có khả năng bảo vệ và phục hồi lan tỏa hoằng truyền chánh pháp, lưu giữ Phật pháp mãi mãi trường tồn. Và dù cho Phật giáo ở Ấn Độ, nhưng mà Phật giáo là cái nôi của đất nước Ấn Độ, nhưng mà ngày nay nó lại phát triển ở nhiều quốc gia. Phật giáo phát triển Mahayana trên toàn thế giới, nhưng mà tôi tin rằng chúng ta cùng với nhau đoàn kết, cùng chung tay góp sức, cùng đồng lòng hiệp sức với lại cùng với tinh thần của tăng đoàn, của cư sĩ Phật tử, tất cả huynh đệ tình pháp lữ trong giáo pháp, chúng ta có thể lan tỏa và chia sẻ, lưu giữ ngọn đèn chánh pháp. Trong cuộc đời 48 năm trở thành vị tu sĩ và với 43 tuổi hạ, tất cả những phước báo mà tôi đã làm được, tôi xin dâng cúng đến cho tất cả quý vị. Và tôi cũng có lời mời chân thành tất cả quý vị có nhân duyên đến viếng thăm đất nước Ấn Độ, đặc biệt là ở Kolkata. Ngài đã thành lập một nhiều trường học và một trung tâm chính của Ngài ở bang Kolkata của Ấn Độ. Và trong tình hòa hợp đạo và đạo cũng như là thế tục giữa mối quan hệ Việt Nam và đất nước Ấn Độ, nếu như mà các bạn có đặt chân đến đất nước Ấn Độ viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng hay là các thánh tích, thì các bạn hãy tôi xin mời các bạn hãy ghé đến thăm và đến thăm cái trung tâm của tôi. Bởi vì ngày nay thì những chuyến bay trực tiếp từ Kolkata đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc là từ Kolkata đến Ấn Độ thì chúng ta có thể bay trực tiếp rất là thuận lợi và dễ dàng. Và tôi mong rằng tất cả những tăng đoàn và Phật tử, tất cả các hệ phái trên toàn đất nước, chúng ta hãy đoàn kết cùng nhau phát triển trong hòa hợp để bảo vệ giáo pháp. Một lần nữa, tôi rất biết ơn và cảm kích khi đã có nhân duyên lành có mặt ở tại ngôi chùa Phúc Minh này. Và một lần nữa, tôi kính mời tất cả quý vị đến viếng thăm ở đất nước Ấn Độ và dừng chân tại chú xứ ở tại Kolkata của chúng tôi. Dạ, bây giờ Ngài sẽ trao huy chương những cái, tại vì Ngài là một trong những vị có ảnh hưởng quốc tế, là người xét duyệt những giải Nobel Hòa Bình, cho nên là Ngài sẽ giống như là ghi nhận cái sự đóng góp của sư ở tại ngôi chùa này. Dạ, và Ngài trao quà lưu niệm đến sư ạ. Đó là cuốn tạp chí, cái tổ chức Quỹ Nhân Đạo do Ngài làm chủ tịch. Và chiếc túi handmade, chiếc túi do tổ chức của Ngài tự thiết kế và sản xuất, cũng mang cái logo về của Ngài làm chủ tịch cái quỹ
Quỹ Nhân Đạo Phúc Lợi Toàn Cầu. Dạ bây giờ con kính mời Ngài cùng với tất cả chư Tăng, chư Ni cùng cư sĩ chúng ta chụp một bức ảnh lưu niệm cùng với Ngài. Sống